Chào các bạn. Hôm nay mình đi du lịch ở Quy Nhơn. Nhân cơ hội mình ghé thăm mộ của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Mình rất là thích thơ của ông. Vì trong cái lối viết thơ của mình cũng có một phần học hỏi từ một người thi sĩ rất là tài năng. Thơ của ông viết đa số theo thể loại là siêu hình. Và thi sĩ Hàn Mặc Tử được xếp trên bảng xếp hạng của những nhà thơ hay của thế giới rất là cao nha các bạn. Có thể nằm trong top 5 của thế giới. Và trong cái tài sản thơ ca để lại thì có rất nhiều bài thơ của ông được xếp hạng là gần như là Victor Hugo vậy đó các bạn. Những bài thơ rất hay. Trong đó có một bài thơ ông mượn cảnh để mà viết về một câu chuyện tình rất là hay. Đó là bài thơ Mùa Xuân Chín. Và hôm nay tôi là tình thơ Ngọc Vinh. Tôi sẽ kể lại câu chuyện tình rất là hay trong cái tác phẩm Mùa Xuân Chín của thi sĩ Hàn Mặc Tử đã hư cấu hay là viết về một phần, có một phần mình trong đó hay là không có thì mình không biết. Mà đây là một câu chuyện tình rất là hay. Câu chuyện tình đó nó như thế này. Bài thơ Mùa Xuân Chín. Trong làng ẩn nắng khối mơ tan, đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng, sột sột gió trêu tà áo biếc, trên giàn thiên lý bóng xuân sang. Thì khổ đầu tiên này ý ông muốn nói là trong làng ứng nắng đó, ứng nắng ở đây các bạn phải hiểu là khi mình đang làm cái chuyện gì đang bị bế tắc mà bây giờ thuận lợi trở lại á, thì người ta hay nói là ồ nay là trời quang mây tạnh rồi đó. Cho nên cái chữ ứng nắng ở đây được hiểu là hôm nay có một người hay một cái tổ chức gì đấy làm một cái công việc mà công việc đã bị ách tắc và nay nó hanh thông trở lại. Thì ông muốn nói là trong làng ứng nắng khối mơ tan. Rồi ta coi thử cái chuyện gì. Câu tiếp theo ông nói là đôi mái nhà tranh lắm tấm vàng. Đó. Tức là đôi thường thường người ta dùng là cho đôi người thôi, chứ không ai mà dùng đôi mái nhà. Ví dụ nếu hai người đàn ông đứng thì không ai gọi là đôi người cả. Hay là hai mẹ con đứng thì không ai gọi là đôi người, mà người ta gọi hai người. Nhưng mà trong trường hợp này thì ông dùng chữ đôi. Cho nên chữ đôi nhà ở đây được hiểu là nhà trống, nhà mái không? Có nghĩa là nhà anh, nhà em. Và câu tiếp theo ông, cái khúc sau ông muốn nói là đôi mái nhà tranh lắm tấm vàng. Thì câu này nó giống như tưởng tượng như cái câu là một túp liều tranh hai vả tim vàng. Nhưng mà ở đây thi sĩ ông nói là đôi mái nhà tranh lắm tấm vàng, có nghĩa là hai người yêu nhau mà chưa có vợ ở cùng một nhà được. Và cô gái thì đang tuổi mới lớn, cái tuổi mà ông nói là sột sột gió trêu tà áo biếc. Tà áo biếc, cái màu biếc là màu xanh pha tím đó các bạn. Màu đấy thường thường gái cặp cơ mới lớn hay mặc. Và cô gái rất là ước mơ có một chàng trai ngỏ lời yêu mình, có một người đó mà lo lắng dỗ mình những lúc mình buồn, làm cho mình vui. Thì đúng lúc đó là cầu được ước thấy luôn. Có nghĩa là chàng trai gặp chàng trai, và chàng trai này rất là tinh ý. Ông khen một câu, cô gái đứng gần giàn hồ thiên lý, ông nói là trên giàn thiên lý bóng xuân sang. Mà thiệt ra hồ thiên lý thì nó nở quanh năm, nó nở chứ không phải là riêng mùa xuân. Nếu ông đâu nhìn trên cây mai thấy mùa xuân, hoặc là nhìn trên hoa đào thấy hồ xuân mùa xuân, thì đó là mùa xuân của đất trời. Còn đây là ông nhìn lên giàn hồ thiên lý mà ông nói là có mùa xuân, có nghĩa là mùa xuân của lòng người. Đó là khổ thứ nhất. Rồi qua khổ thứ hai. Khổ thứ hai ông viết là sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, bao cô thôn nữ hát trên đồi, ngày mai trong đám thanh xuân ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Thì cái khổ hai là đại khái là như thế này. Trong lúc mà hai người yêu nhau và cũng đang bắt đầu có những cái dấu hiệu tín hiệu tốt để mà đến được với nhau thành chồng thành vợ, thì chàng trai mới nghe những cái tiếng đồn. Ở đây ông nói là sóng cỏ reo vui gần tới trời, bao cô thôn nữ hát trên đồi ấy. Có nghĩa là những ý của ông muốn nói là những cô thôn nữ hát trên đồi là đại khái là cái tiếng mà đồn ra đồn vô á, đồn rằng là sẽ có một người chuẩn bị đi theo chồng bỏ cuộc chơi. Thì lúc này chàng trai á mới suy nghĩ ra là không biết cái người chồng này là mình hay là một người khách nào đó mà bị túng quẫn trong cái mơ hồ là đồn là cô ấy đang yêu mình, là chuẩn bị kết hôn với mình hay sao đấy. Nhưng mà trong thiên hạ hạ đồn là
ngày mai trong đám thanh xuân ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi, thì ông nghĩ rằng cái người mà cô ấy lấy làm chồng thì không phải là mình, cho nên ông mới rất là buồn. Thế tức là chàng trai rất là buồn mới bỏ đi. Tại vì cái lời mà đồn đó nó chỉ lưng chừng thôi. Ông mới viết cái câu khổ tiếp theo này: lời ca vắt vẻo lưng chừng núi, như lời hỗn hển của nước mây, thầm thỉ với ai ngồi dưới trúc, nghe ra ý vị và thơ ngây. Có nghĩa là khi mà cái chàng trai mà nghe cái cô gái mà chuẩn bị đi lấy một cái người chồng nào đấy mà không phải là mình ấy, thì chàng trai nghĩ giờ mình ở nhà mà thấy cựu hoa mà đi ngang qua cửa thì rất là khó, rất là khổ. Cho nên cái chàng trai quyết định là khăn gói lên đường, bỏ cái dùng vừa đấy, đi đến một nơi rất xa và không bao giờ nghĩ đến cái khu làng đó nữa. Đó thì khi mà đi ở một cái nơi xa vậy á, một thời gian sau đó, lúc mà đã yên bờ gia thất rồi, cuộc sống cũng bình thường hạnh phúc, và chàng trai là cũng không bao giờ nghĩ tới cái làng này nữa, bỏ luôn, cũng như quên đi trong quá khứ. Thì đúng những cái ngày tháng mà thơ mộng nhất của đời người đó, thì có một vị khách này nhỏ tuổi, từ ở trong cái miền quê đó đi đến. Thì sau khi mà gặp cái người khách này thì cái chàng trai á mới sực nhớ tới cái ngôi làng, tức là cái vị khách này cũng từ ngôi làng đó đi đến. Đặc biệt cái người này là rất là nhỏ, người này là biết cái câu chuyện ở cái làng quê giữa chàng trai và cô gái, nhưng mà không biết rằng người mình đang gặp chính là chàng trai trong cái câu chuyện đó. Thì lúc mà gặp nhau đó thì chàng trai này mới hỏi cái người khách đó, cậu biết ở trong cái cậu ở cái làng này tới, cậu biết cô hai hay cô ba, cô ông sáu, cô ông bảy gì đấy, cô đấy này là sao? Thì cái người khách này này mới nói là chàng trai đấy sao mà quá bạc bẽo, nếu bây giờ mà gặp nhau chắc tôi đấm cho dài đấm. Hỏi tại sao? Tự nhiên yêu thương cô gái người ta xong cái gần tới ngày cưới ấy, cái bỏ đi biền biệt cho tới nay chưa có trở về. Và cái chàng trai trong câu chuyện đó mới hỏi tiếp là nay cô gái ấy như thế nào. Thì cái vị khách họ mới nói là nay cô ấy là cũng chịu rất là nhiều cái áp lực của gia đình, và cũng vẫn chưa có yêu ai, chưa có chịu lấy ai. Và ngay từ đó thì chàng trai cảm thấy mình có lỗi vô cùng, đó là một sự hiểu lầm mà sinh ra sự chia ly. Đó là khổ cuối trong bài thơ, đó là như thế này: khách xa gặp lúc mùa xuân chín, lòng trí băn khoăn sực nhớ làng, chị ấy năm nay còn gánh thóc dọc bờ sông trắng nắng chang chang. Đó có nghĩa là anh đã đang ở hạnh phúc thì gặp cái người khách ngay trong cái làng đã đi tới, và anh hỏi ra nghe cái cô đó vẫn chưa có chồng, vẫn chờ cái chàng trai chính là bản thân anh ấy. Và nghe từ đó là tức là ý anh thi sĩ nói là dọc bờ sông có nghĩa là chưa có chồng. Nếu mà đi ngang qua băng qua dòng sông, hoặc là đi ngang qua dòng sông là có chồng, mà đây là dọc bờ sông. Rồi trắng ở đây gần như là chưa có yêu ai. Là hai cái câu cuối rất là hay: chị ấy năm nay còn gánh thóc dọc bờ sông trắng nắng chang chang. Vâng, đến đây mình xin phép kết thúc tập 3 tại đây, và hẹn gặp các bạn trong tập 4. Là ngày mai mình sẽ đi tới đâu mình sẽ review cho các bạn xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đón xem tập 4 nha.